para mais. Vô thêm một cửa nữa cả nhà, hai cửa ha, cửa ngoài cửa trong. Khách xin chào cả nhà rồi nha, cả nhà. Thì hôm nay mình sẽ việc đi Thái Lan, mời cả nhà đi với mình nha. Thank you.
ốc công chúa nè cả nhà. Cái này Blanche. Mấy cái ốc chờ mấy công chúa nè nha cả nhà. Trời mưa không biết mình quay à. Nha cả nhà. Bonjour.
et bienvenue au pays des contes de fées. Pour votre sécurité et votre confort, veuillez rester assis pendant la durée de votre voyage. Bientôt, vous allez vous voir. Ah, quoi c'est le voiture, non? Bảy chú lùn quá nha cả nhà. Cái này mình xếp hàng không có lâu ha, 5 phút rồi xuống. Chứ có nhiều chỗ xếp hàng tới 1 tiếng đồng hồ. Quá đẹp luôn. Vô cái miệng vô miệng
để cho mình chụp hình đấy. Rồi mình đi một vòng xong rồi đó nha cả nhà. Bây giờ mình lên ha. Mời cả nhà đi theo mình nha. Còn nhiều trò chơi lắm. Chút nữa mình đi xe lửa này nè cả nhà. Thì mình chờ chuyến sau ha. Cái này mì dùng là búp bê nha cả nhà. Thuyền bắt đầu về bến nha cả nhà. Cả nhà ơi, bây giờ mình vô trong này là coi như là búp bê đủ thứ nước ha, nước nào cũng có.
tạm ngưng video tại đây. Cảm ơn cả nhà đã xem video và ủng hộ Kim Tấn Cuộc Sống Pháp. Xin chào cả nhà.